Rồi, là đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá thì mời tôi quá. Hôm nay tôi lên cho anh em một clip gồm 9 cây cần câu có chiều dài từ 1m8 đến 3m3. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Rồi, bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip thì em sẽ nhận lại nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đem lên cái thứ nhất cho mọi người xem. Cái thứ nhất đây. Đây là một cây Shimano nha anh em. Bass là bass đời cao đó, bass là bass Fuji đời cao. Cây này thì dài 1m8, cứng 120, nặng 260 g, đọt là 1 ly, đọt là 2 ly 4. Đó, hàng này sản xuất ở Korea. Đây, mã code ở đây, ngoài phần này ra thôi, tất cả còn lại nó đều mới trên 95% nha anh em. Cán mút làm khá dày, khá mới. À, đây một cây cắm gốc. Ừ, hàng khá ok nha anh em, độ cứng 120, chuyên nhân mình đánh đáy, cẩu cá, đánh trên ghe, trên tàu. Cây này thì phen là phen Fuji nha anh em. Ừ, bát là bát Fuji, bát đời cao. À, rồi giá cây này em để cho anh em với giá là 1,4 triệu nha anh em. Cây số 1 giá 1,4 triệu, hàng carbon nha anh em. Ừ, hàng chất liệu carbon đời cao. Cây này đánh cẩu cá thì bao phê rồi, khỏi bàn. Ừ, tất cả các phen không bị chạy sức gì nhiều hết, ngoài cái phần dưới gốc dưới thôi, tất cả đang lại đều trên 95% nha. Rồi, giá cây thứ nhất 1,4 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là cái số 2. Để cả là đây, cái số 2. Cái số 2 là một cây hàng của Alpha Taco. Ừ, hàng này thì dài một vẫn là dài 1m8 nha anh em. Cây này dài 1m8, sản xuất độ tại Korea, nặng là 280 g, đọt là 2 ly 1, độ cứng là 80, tầm 80% nha anh em. Cái này một cây cắm gốc 1 ly, 1m8, hàng độ mới. Cái này gơ khoảng 95% nha, rất là mới. Nói chung là phần mốt này thì khỏi chê, đây bị rít xước một chút xước đây thôi. Cây này sử dụng dàn phen này, dàn phen full xích nha anh em. Đầu bu là đầu bu chống sắn. Đầu bu chống sắn full xích nha. Dàn phen này khá xịn sò đây. Dàn phen này thì nó sẽ ít là tổn dây. Độ mới cần trên 95% nha anh em. Tất cả các phen đều ok, không nứt bể. Hàng bao chuẩn. Độ cứng tầm 80 nha, 80%, một cây cắm gốc hàng của Alpha Taco. Rồi, giá công khai vẫn là giá 1,4 triệu nha anh em. Cây này thì cho anh em đi đánh đáy, đánh biển, đánh trên ghe, trên tàu rất là tiện, anh em xây chuyển rất là thuận lợi, câu bè cũng vậy, anh em săn hàng thì ok. Cây này cạo cả là bao bao cạo. Rồi, giá công khai 1,4 triệu cây số 2. Tiếp theo sẽ là cây số 3 nha mọi người. Cây số 3 là một cây cần 2 khúc, hàng Suzumi. Cây này là chiều dài là 2 m, nặng là 210 g, đọt là không đọt là 22, đọt là 2 ly 2, độ cứng gơ khoảng khoảng 100 đến 200, 100 đến 120 anh em, độ cứng tầm khoảng 100 120. Giá công khai là 1 triệu. Độ mới cây này nó rơi vào tầm khoảng 90% nha anh em, 90-95%, khá mới. Nói chung thì cây này nó không có vết xước gì lớn hết, chất liệu làm cặn là chất liệu carbon nha anh em. Đây, phiên là ok hết nha. Cặn này về anh em chịu khó lau chùi lại là sạch sẽ, sáng bóng. Rồi, giá công khai cây số 3 nha anh em. Cây số 3 giá là 1 triệu cộng ship.
một cái cần đánh đáy đánh trên ghe khá ok anh em, độ cứng rất là cao. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây hô cây cần của Suyumi anh em. Suyumi, một hãng của Korea. Cây này thì Hàn Quốc xuất nhật anh em. Cây này dài 2m4. Độ cứng là 30. 2m4 độ cứng 30. Nặng là 350g, đọt là 2 ly 2. Giá công khai là 900k nha anh em. Đây sơ lược qua cái cần cho xem. Cái cần thì nằm bằng carbon, chất liệu là carbon. Nói chung là cái cần này độ mới tầm 90%. Bát ở đây. Bát là bát. Bát hãng nha anh em. Bát hãng của Xiaomi. 2m4 cứng 30. Hàng carbon sẵn ít nha anh em, sẵn ít góc và góc carbon sẵn ít. Nào, anh em thấy sẵn ít không? Cây này thì ngoại hình khá đẹp nha, cây màu trắng. Phen cũng là dòng phen Fuji. Độ cứng là khoảng 30, cho anh em đánh cảm giác khá ok nha. Câu trình bè là khá ok với cây này rồi, khỏi chê vào đâu hết. Rồi, giá công khai cây này nha anh em, giá công khai là 900k, cây số 4, 900k, cộng ship. Đó, khá ok. Cần thì không lỗi nha anh em, cần nào lỗi cái nào thì em nói lỗi cái đó. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là cây Daiwa Holylock. Cái này là carbon hay da nguyên cây nha anh em. Đó. Bát là bát hãng. Đây qua. Đây, phần này nè, cầm cần nè, vừa tay luôn nha. Cái này gù lên, cầm đã. Vừa tay luôn. Bát đây. Cái này thì carbon là carbon hay da, trắng hết nguyên cây, đọt không tháp. Đó. Cái này thì khỏi chê và chất lượng rồi. Đây qua Holylock. Sáng nhất tới ngọn nha anh em. Cái này ngoại hình gơ tầm 90%. Phen là phen Fuji, lá xám. Cái này thì dài 2m4, cứng 30. Nặng là 320g, đọt là 2 ly 1. Giá 1 triệu 1 nha anh em. Cái đây là Holylock giá 1 triệu 1. Cây đánh cảm giác bao phê. Đó là nguyên cây carbon nên đầu diệu nó rất là cao nha anh em, thấy không? Diệu nguyên cây luôn nè, nó đóng cá một cái nó cong vậy á, không phải phát cong chứ phần đọt đâu, nó cong nguyên cây cằn luôn. Cây đây qua Holylock nha, carbon Whisker. Đây qua thì hàng nội địa Nhật rồi, khỏi chê. Cây số 5 giá 1 triệu 1. Tiếp theo qua đây sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây Ryobi. Đó. Hàng là chất lượng carbon nha anh em. Cây này là một cây nội địa, UB nó là chất liệu carbon. Phen là phen cầu, phen biển nha anh em. Phen là phen biển. Nói chung là dòng phen này ok. Dòng phen này đánh tầm 15 20 năm nữa chưa hư. Đây, tem đây, tem là địa nha anh em. Đảm bảo 100% với anh em luôn á. Đọt thì sử dụng đọt tháp nha anh em. Bu thì bu chống sắn, bu chống sắn dạo vàng, bu Fuji. Đó. Khá là xịn trò. Cây này thông số là, sẽ là 2m4, độ cứng 80. 2m4, độ cứng 80. Nặng là 460g. Đọt là 3 ly nha anh em.
cái độ cứng 80 khá là trâu bọ, anh em nạp cá là thoải mái luôn á, rất là cứng, chất liệu carbon, bát tầm bát fuji anh em, cán ở dưới là bằng gỗ nên nó khá nặng, nặng là nặng bằng cán này thôi, ở trên là mút, giá bằng nha. Rồi, giá công khai cây này là 900k nha anh em, cây số 6 900k. Cây này là đánh bạo lực, bao bạo lực luôn á. Anh em là đánh thuyền, đánh ghe, đánh biển thì hút cây này về đánh bao phê. Bao bạo lực luôn, nại cá khỏi chơi. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Em xin lại tí. Cây số 7 là một cây hàng nội địa Nhật nha anh em. Kinawigato. Cây này dài 3m, cứng 50. Cây này thì độ mới nó gần khoảng 95% ăn lên. Khá là mới, không xước. Đây, khúc này là khúc khúc đít được anh men nhật độ nha anh em. Khúc này đít nó vừa dẻo nha. Đó, đây là cứng rồi. Cây này còn khá là mới nha anh em. Phen này phen Fuji nha. Fuji đá xám. Bát tầm bát Fuji. Hà Nội địa khỏi chơi. Cây này thì ngoại hình khá ok, không lỗi nha anh em. Đây có khúc đọt. Đó, đây khúc đọt ở đây. Khúc đọt này là mình đi keo lại nha. Về bị xúc đồ bu em đi keo lại. Như là đảm bảo với anh em mình đủ thước đủ tắc nha. Cần sao thì em nói vậy thôi. Phen là phen Fuji. Cây này thì cân nặng là 250g, đọt là 2 ly, giá là 1,2 triệu, cứng 50 nha anh em, 3m cứng 50. Cây này là carbon nguyên cây, bởi vậy nó cong là cong nguyên cây luôn, thấy không anh em, thấy rõ không, đánh cá là bao phê nha. Cây nội địa Nhật Nawirato, cứng 50, dài 3m. Hàng ếch là hàng nó nhỏ lên nha anh em, nó làm body nhỏ lại thôi. Thấy không, cong tiếp. Cái này nạo cá là cong đánh cảm giác nha, cây này đánh cảm giác. Rồi, giá công khai là 1,2 triệu nha anh em. Hàng bao chuẩn nha, về anh em đo mà thiếu thước tắc thì anh em nói nha, em gặn nhận lại. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 vẫn là một cây Nawigato. Hàng dài 3m nha anh em. Nặng là 550g. Đọt là 4 ly 3. Có độ cứng tầm 100 đến 120. Nặng á, vì cái khúc này, khúc này là nguyên khúc inox nha anh em. Khúc này xuống dưới là đây nguyên khúc inox. Cây này sử dụng dàn phen này, dàn phen gon nha anh em. Gon của hãng luôn á. Đây. Phen này phen gòn. Cái này carbon nha anh em. Carbon sắn nổ quăng đây. Cứng của cần đây. Độ cứng cao tầm khoảng 100 đến 120, khá là cứng nha anh em. Carbon nguyên cây nhưng nó cong một cái nó ôm nguyên cây nè, đó. Rồi, giá công khai nha anh em. Giá công khai cây này là 1,8 triệu nha anh em. Cây số 8. Đọt 4 ly 3 nha. Cây này khá hiếm á. Hàng nội địa Nhật. Đảm bảo 100% với anh em luôn á. Đây, bát bát cho bằng. Cây số 8, 1,8 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 9, cây cuối cùng. Đó, cây số 9, cây này là hàng của Olympic nha anh em. Hàng Olympic. Cây này 3 khúc, dài 3m3, cứng 80. Cây này sử dụng dàn phen này, dàn phen Fuji Seed nha. Khá xịn sò. Phôi là phôi carbon nha anh em. Cây này được cái nó rất là dịu,
cán là cán, cán là cán bằng nhau. Đây phen nó đây men nhật ánh sơn, móng tay lên cho nó đi, hàng sau thì em để quay thôi đó. Bata bát Fuji cán bằng, khúc đây là gỗ đọt nó này, đọt nó bao dịu luôn, cứng 80 mà rất là dịu, carbon nguyên cây. Thế này là anh em đánh là bao phê, đánh cá một cái nó cong gì nè đó. Đây thông số chuẩn trên đây nè anh em đó, 80 dài 3m3. Rồi giá công khai luôn nha anh em, giá công khai cây này là 1 triệu nha đó, cây số 9 giá 1 triệu, 80 dài 3m3, đọt nó là hình như là điểm đo phần đọt cây này em quên như thông số, đọt nó là 41 nha anh em, đọt 41 42. Rồi giá 1 triệu nha anh em, cây số 9 giá 1 triệu.